Dạo này tư vấn lo cho khách hàng thì mình thấy rằng là bây giờ còn rất nhiều anh chị nghĩ là mua được một bộ dàn karaoke chính hãng chuẩn Anh Mỹ nè, trọn bộ thì sẽ có giá tiền rất là cao, từ 30 đến 40 triệu. Nhưng mà thực tế thì quan điểm đó đã xưa rồi nha, bởi vì tại Anh Đức Audio chúng mình có trọn bộ dàn karaoke gia đình chính hãng chuẩn Anh Mỹ nè, hoàn toàn mới mà giá chỉ có 17.990.000. Vậy thì bộ dàn karaoke siêu rẻ đó liệu có hát hay hay không, và nó có bao gồm những sản phẩm gì, thì bây giờ cùng Hoàng Yến tìm hiểu xem thử nha. Và xin giới thiệu với mọi người, bộ dàn mà mình nhắc đến đó chính là dàn karaoke hát gia đình Boston Acoustic DKB21. Đây là một trong những bộ dàn được yêu thích nhất cũng như là được chốt đơn nhanh nhất tại Anh Đức Audio. Bộ dàn DKB21 thì sẽ bao gồm một cặp loa Boston Acoustic MD510 và một em âm ly tích hợp đó chính là Neko AK3500. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào review chi tiết từng sản phẩm trước nha. Đầu tiên sẽ là em cặp loa Boston Acoustic MD510 này. Em loa MD510 này thì nằm trong series Modern của hãng Boston Acoustic, và nó cũng sẽ tiếp tục kế thừa những ưu điểm về thiết kế, là tính năng cũng như là sở hữu được cái công nghệ âm thanh mạnh nhất đến từ hãng nha. Như mọi người có thể thấy về hình thức bên ngoài thì em này cực kỳ nhỏ gọn, và nó nhỏ gọn hơn rất là nhiều so với cặp loa Audio Frog ở phía trên và cặp loa JBL ở phía dưới này nha. Và với hình thức nhỏ gọn như này thì nó rất thích hợp để lắp đặt trong phòng hát karaoke tại gia đình nè, hoặc là những phòng hát kinh doanh vừa và nhỏ nha. Hơn nữa, với trọng lượng chỉ có 10kg thì sẽ giúp cho mọi người rất dễ dàng trong việc lắp đặt và vận chuyển nữa nè. Tiếp theo, đó chính là nhìn vào phần thiết kế của em này thì mọi người sẽ cảm nhận được cái sự sang trọng, mặc dù giá thành của em này vô cùng rẻ. Vì khi mọi người nhìn vào đây nè, cái phần trên của loa cũng như là phần dưới của loa được ốp một loại gỗ màu nâu vô cùng đẹp và sang trọng như thế này. Cái phần e căng thì được thiết kế bởi lớp kim loại vô cùng bền bỉ và chắc chắn nè. Mọi người gõ vào thì sẽ thấy được cái độ cứng cáp của em này nha. Và nhìn tổng thể thì em này có một độ sang trọng nhất định. Và mình nghĩ là ngồi để lắp em này làm dàn karaoke gia đình trong nhà thì mọi người cũng có thể xem em này là đồ nội thất dùng để decor trong phòng khách của bạn cũng rất là ok luôn nha. Em loa Boston Acoustic MD510 này được thiết kế 3 đường tiếng luôn nha. Với cấu tạo của loa bao gồm một củ trep 7.6cm nè, một củ midrange 7.6cm và một củ bass 25cm. Âm thanh ở từng dải tầng sẽ được tái tạo một cách chính xác, âm trầm dày dặn và âm cao mượt mà, mang đến cho người nghe trải nghiệm hài lòng nhất. Loa thì sẽ hoạt động với công suất lên đến 200W mạnh mẽ, cho âm thanh lấp đầy căn phòng. Ngoài ra, với trang bị cổng thoát hơi ở phía trước, các hiện tượng dậu âm tiếng trầm gây ù rề cũng được giảm thiểu rất nhiều, cho ra âm thanh rõ ràng và hoàn chỉnh nhất. Qua đó, bạn sẽ thỏa sức trình diễn ca hát với bất kỳ thể loại nhạc nào cũng được luôn nha. Và tiếp theo đó chính là em âm ly Neko AK3500 ngay bên cạnh mình đây. Vì Anh Đức Audio hướng đến sự gọn nhẹ và tiện lợi cho bộ dàn karaoke gia đình trong nhà, cho nên chúng mình đã phối ghép giữa em âm ly này với cặp loa MD510 hồi nãy. Vì em âm ly này sẽ được tích hợp 3 trong 1 chức năng, như là tích hợp cả công suất nè, vang số và cả micro luôn nha. Cũng chính vì vậy mà em âm ly AK3500 này sẽ được lựa chọn cho những phòng hát có diện tích khá là khiêm tốn, cũng như là phù hợp với những khách hàng có yêu cầu về bộ dàn karaoke vừa phải nè, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Bởi vì mọi người thấy là em này có thiết kế bên ngoài vô cùng hiện đại, cùng màn hình cảm ứng như thế này, vô cùng ok luôn nha. Âm ly Neko AK3500 được trang bị các tính năng cần thiết giúp bạn điều chỉnh một cách dễ dàng. Mặt trước được bố trí màn hình cảm ứng cho phép thao tác nhạy bén và thông minh, cùng với hệ thống cổng kết nối đa dạng giúp cho việc lắp đặt âm ly cũng dễ dàng. Với chip xử lý âm thanh mạnh mẽ cùng bo mạch chống hú chuyên biệt sẽ giúp cho mọi người có được âm thanh một cách xuất sắc nhất nha. Âm ly Neko AK3500 được trang bị các tính năng cần thiết giúp bạn điều chỉnh một cách dễ dàng. Mặt trước thì được bố trí màn hình cảm ứng cho phép thao tác nhạy bén và vô cùng thông minh, cùng với hệ thống cổng kết nối đa dạng giúp cho việc lắp đặt âm ly cũng rất dễ dàng. Với chip xử lý âm thanh mạnh mẽ và bo mạch chống hú chuyên biệt sẽ giúp bạn tạo ra được âm thanh hát một cách xuất sắc nhất nha. Neko AK3500 được tích hợp hệ thống xử lý DSP có hiệu chỉnh xa bằng điều khiển cầm tay hoặc có thể vặn chỉnh trực tiếp. Nếu như mọi người gặp khó khăn về việc
chỉnh các thông số để hát một cách hay nhất thì mọi người có thể liên hệ đến đội ngũ của anh Đức Audio để chúng mình có thể điều chỉnh thông số và mọi người cứ việc mà hát thôi. Âm ly có thể tải tối đa 2 loa karaoke độc lập với công suất là 450W trên một cây mạnh mẽ. Cùng với đó, độ méo tiếng thấp và tỷ lệ SN cao giúp âm ly cho ra âm thanh lớn, chính xác và một cách rõ ràng. Nói tóm lại, bộ dàn hát karaoke gia đình tại nhà DKB21 có giá thành vô cùng rẻ nhưng mà chất lượng âm thanh lại vô cùng hoàn hảo. Thì như mình đã giới thiệu lúc đầu, em bộ dàn này thì sẽ thích hợp cho những phòng hát karaoke gia đình tại nhà hoặc những phòng hát kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ nha. Và đặc biệt khi mua bộ dàn này tại Anh Đức Audio thì tất cả khách hàng đều sẽ nhận được một bộ quà trị giá hơn 13 triệu và đương nhiên là sẽ miễn phí vận chuyển, miễn phí lắp đặt tại nhà luôn nha. Hơn nữa, Anh Đức Audio còn có chương trình trả góp 0% lãi suất là chỉ từ 2 triệu một tháng là bạn có thể sở hữu liền một bộ dàn DKB21 này rồi nha. Ghé ngay Anh Đức Audio để có thể trải nghiệm miễn phí hoàn toàn bộ dàn này để xem thử Hoàng Yến review có đúng không nha. Bye bye mọi người.